Thưa quý vị, thưa các bạn, sản xuất và tiêu dùng bền vững với mục tiêu hướng đến tiêu dùng xanh đang tác động ngày càng mạnh mẽ đến doanh nghiệp, khiến doanh nghiệp phải thay đổi tư duy làm sao để sản phẩm và dịch vụ của mình đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Cùng với đó, những chính sách ưu tiên từ cơ quan quản lý nhà nước trong việc thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng xanh bền vững là rất quan trọng. Phát triển bền vững là sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội và bảo vệ tài nguyên môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia. Vì vậy, cần phải huy động mọi nguồn lực xã hội, tăng cường sự phối hợp giữa các bộ ngành địa phương, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và các bên liên quan nhằm đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững. Trong kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững mà Thủ tướng Chính phủ ban hành đã đề ra 17 mục tiêu phát triển bền vững. Trong đó, mục tiêu thứ 12 là đảm bảo sản xuất và tiêu dùng bền vững. Đây là mục tiêu chính mà hiện nay chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 tại Việt Nam đang triển khai thực hiện. Hiện nay thì chúng tôi đang phối hợp với cả Bộ Khoa học Công nghệ để xây dựng một số những cái tiêu chuẩn cho cái sản phẩm thu hồi, tái chế, tái sử dụng. Rồi là chúng tôi cũng đang chờ đợi cái quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt cái kế hoạch hành động phát triển kinh tế tuần hoàn Việt Nam. Thì theo đó là trong cái thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Công Thương thì chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh các cái hoạt động xây dựng các cái tiêu chuẩn, tiêu chí về sản xuất bền vững, tiêu dùng bền vững, cũng như là có thể là dán nhãn carbon cho các cái sản phẩm trong lĩnh vực của Bộ Công Thương quản lý. Việc quyết liệt triển khai chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 đến nay đã tạo được những chuyển biến tích cực về nhận thức trong cộng đồng, gắn kết các doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường, từ khâu sản xuất đến khâu phân phối, tiêu dùng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Một số tổ chức, cá nhân đã có những hành động thiết thực trong việc sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm ô nhiễm môi trường như từng bước xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất bền vững, thiết kế sản phẩm bền vững, xây dựng chuỗi giá trị xanh trong quy trình sản xuất từ khâu nguyên liệu đầu vào đến áp dụng công nghệ cho sản phẩm và các dịch vụ bán hàng, góp phần gia tăng hiệu quả của nền kinh tế, thúc đẩy phát triển theo hướng bền vững. Chúng ta đang có một cái chương trình rất lớn, đó là chương trình sản xuất xanh và tiêu dùng bền vững. Và từ phía các nhà bán lẻ Việt Nam thì các doanh nghiệp bán lẻ cũng như là các nhà bán lẻ cá nhân đều rất là quan tâm đến cái xu hướng này. Các nhà bán lẻ ý thức được cái vai trò của mình trong cái chuỗi cung ứng, sản xuất, cung ứng và phân phối tiêu dùng xanh. Những kết quả trên mới chỉ là thành công bước đầu. Để chương trình thực sự đi vào chiều sâu, phát triển mạnh mẽ hơn, vấn đề được đặt ra lúc này là cần thêm những trợ lực từ phía cơ quan quản lý nhà nước trong việc chung tay thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững, mà cụ thể ở đây là những giải pháp về cơ chế, chính sách, ưu tiên, khuyến khích việc nghiên cứu khoa học, phát triển các công nghệ hiện đại để áp dụng vào sản xuất. Bên cạnh đó, việc sản xuất xanh và sạch cần một nguồn vốn dài hạn và ổn định. Vì vậy, rất cần những cơ chế, chính sách giúp doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi. Với vai trò là thành viên của Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã tham gia ký cam kết thực hiện chương trình nghị sự 2030 với 17 mục tiêu phát triển bền vững, trong đó có mục tiêu thứ 12 về bảo đảm sản xuất và tiêu dùng bền vững. Quốc hội và Chính phủ Việt Nam đã chủ động và thực hiện nhất quán xuyên suốt quan điểm thúc đẩy sản xuất tiêu dùng bền vững, đặc biệt trong công tác xây dựng chính sách và ban hành pháp luật. Đến nay, hệ thống chính sách pháp luật về sản xuất tiêu dùng bền vững đã và đang ngày càng được hoàn thiện. Theo Bộ Công Thương, trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục thúc đẩy hoàn thiện các chính sách về sản xuất và tiêu dùng bền vững, hỗ trợ doanh nghiệp và người tiêu dùng áp dụng các giải pháp, phương thức, đổi mới sáng tạo, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh, liên kết bền vững để sử dụng có hiệu quả tài nguyên, nguyên nhiên vật liệu, giảm thiểu phát sinh chất thải, thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn, tạo môi trường thuận lợi để kết nối đầu tư, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ giữa các doanh nghiệp tiềm năng của các địa phương với mạng lưới chuỗi cung ứng sản phẩm dịch vụ quốc tế. Sản xuất và tiêu dùng bền vững và giúp cho doanh nghiệp chúng ta có cái sức cạnh tranh hơn cũng như là hội nhập được với cái nền kinh tế thế giới trong cái bối cảnh mà thị trường của các nước đang phát triển như là EU, như Hoa Kỳ, Nhật Bản ngày càng có nhiều đòi hỏi cao hơn. Chúng tôi thì từ góc độ của cái đơn vị đầu mối quản lý chương trình hành động quốc gia về sản xuất tiêu dùng bền vững thì cũng luôn mong muốn là đồng hành và hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam.
Có thể nói, những chính sách ưu tiên từ cơ quan quản lý nhà nước trong việc thúc đẩy sản xuất xanh và tiêu dùng bền vững là rất quan trọng, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Chính phủ Việt Nam.